Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế chào ngày mới 5 tháng 1 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Thời gian đã sắp hết, những nỗ lực của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong kế hoạch lật ngược bầu cử sẽ chỉ còn một ngày nữa để tranh đấu. Dẫu ông Trump từng tuyên bố việc dùng thiết quân luật là tin giả, nhưng 10 cựu tướng của Hoa Kỳ vẫn lo lắng và đã phải lên tiếng cảnh cáo quân đội không được can thiệp giúp Tổng thống Trump lật ngược bầu cử. Trong lúc đó, hàng nghìn vệ binh quốc gia Mỹ sẵn sàng cho lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 46. Và theo số phiếu hiện tại, không ai khác chính là ông Biden. Phía nội bộ đảng Cộng Hòa có thể sẽ xảy ra nội chiến vì quyết định có ủng hộ Tổng thống Trump hay không. Những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Bí ẩn tài phi công nghệ Jack Ma mất tích sau khi chỉ trích chính quyền Trung Quốc. Lầu Năm Góc khẳng định quyết tâm giữ nguyên tàu sân bay tại Trung Đông vì lo ngại Iran trả đũa. Về vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran, cố vấn an ninh của ông Biden nói rằng nếu muốn Mỹ quay lại thỏa thuận thì phải đặt vấn đề hạt nhân lên bàn đàm phán. Cuộc chạy đua quân sự Mỹ-Nga chưa bao giờ chậm tiến độ. Mới đây, Nga tuyên bố sẽ tung chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới vào năm 2022. Ngoại trưởng Trung Quốc lên tiếng phân trần, dịch bệnh khởi nguồn ở khắp nơi, Trung Quốc chỉ là nước báo cáo đầu tiên. Giáo sư Harvard tuyên bố, người ngoài hành tinh đã tiếp cận trái đất từ năm 2017. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế sáng ngày 5 tháng 1 phát trên kênh FBNC. Một khoảng thời gian trong giai đoạn giữa tháng 12, tình hình bầu cử tại Hoa Kỳ bất ngờ trở nên nóng hơn bao giờ hết, với thông tin cho rằng Tổng thống Trump sẽ có thể dùng đến thiết quân luật để lật ngược cuộc bầu cử. Thông tin này được cho là một lời khuyên từ cựu cố vấn an ninh đã được ông Trump ân xá Michael Flynn. Thế nhưng ngay sau đó, ông Trump đã lên tiếng đính chính, thông tin trên hoàn toàn sai sự thật và cáo buộc truyền thông giả đang làm cho hình ảnh của ông thêm tồi tệ. Tuy vậy, có vẻ như nỗi lo lắng sẽ có hành vi quân sự, nhưng nhóm can thiệp vào cuộc bầu cử chưa hoàn toàn tan biến. Thế nên, vào cuối tuần qua, 10 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã phải đưa ra lời cảnh báo, gửi đến quân đội Mỹ không nên đóng vai trò gì trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden. Theo đó, nhóm 10 cựu tướng Hoa Kỳ đã cùng nêu rõ quan điểm của mình trong một bài xã luận đăng tải trên tờ Washington Post. Trong nhóm bao gồm hai người đã từng nhận được sự đề bạc của ông Trump, đó là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và James Mattis. Được biết, ông Esper vào hồi tháng 11 cũng đã bị đích thân Tổng thống Trump sa thải vì không giúp đỡ được gì trong nỗ lực lực ngược bầu cử. Trong bài xã luận, tất cả các cụ tướng đã đồng lòng cho rằng, đã đến lúc chấp nhận tổng thống đảng Cộng Hòa thu cuộc trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, và ông Biden sẽ là tổng thống kế nhiệm vào ngày 20 tháng 1 tới. Nguyên văn như sau, cuộc bầu cử của chúng tôi đã diễn ra, các cuộc kiểm phiếu đã được thực hiện, các thách thức thích hợp đã được giải quyết bởi các tòa án, các thống đốc đã chứng nhận kết quả và cử tri đoàn đã bỏ phiếu. Thời gian để đặt câu hỏi về kết quả đã qua. Sự cảnh báo của các vị của Bộ trưởng Quốc phòng này dường như không hề là sự lo xa khi mà các cuộc biểu tình mang hơi hướng bạo động dự kiến sẽ diễn ra ở Washington nhân danh ông Trump trong tuần này. Và thậm chí, Tổng thống đã khuyến khích những người ủng hộ xuất hiện bằng cách viết trên Twitter của mình rằng, hãy đến đó sẽ rất cuồng nhiệt. Nhóm cụ tướng cũng kêu gọi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller và tất cả quan chức Lầu Năm Góc tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao cho chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden một cách đầy đủ, hợp tác và minh bạch nguyên văn lời kêu gọi mang hàm ý cảnh báo rằng những nỗ lực để lực lượng vũ trang hoa kỳ tham gia giải quyết các tranh chấp bầu cử sẽ đưa chúng ta vào lãnh thổ nguy hiểm bất hợp pháp và vi hiến các quan chức dân sự và quân sự chỉ đạo hoặc thực hiện các biện pháp như vậy sẽ phải chịu trách nhiệm bao gồm cả việc có thể phải đối mặt với các hình phạt hình sự nói về nguyên nhân cho sự xuất bản bài xã luận đặc biệt này ban đầu cũng có rất nhiều lo ngại sẽ khiến châm dầu vào lửa một cách thái quá tuy nhiên nhóm cựu tướng mỹ quyết định rằng việc công khai quan điểm thế này là khôn ngoan vì rằng những người đang phục vụ trong bộ quốc phòng cần phải được nhắc nhở về trách nhiệm của họ trong việc giúp đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình William Cohen, người từng là Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Bill Clinton, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng cuộc thảo luận về thiết quân luật trước đó của Tổng thống Donald Trump đã khiến cho ông lo ngại, dù ông Trump đã bác bỏ nó. Đặc biệt là sau khi ông Trump sử dụng quân đội và các lực lượng liên bang khác để ngăn chặn những người biểu tình của phong trào Black Lives Matter bên ngoài Nhà Trắng vào tháng 6. Như vậy chỉ còn một ngày nữa, Quốc hội Mỹ sẽ họp và chính thức công bố người sẽ trở thành tân tổng thống Hoa Kỳ thứ 46. Ngay lúc này, hàng nghìn thành viên vệ binh quốc gia đã được điều động xuống thủ đô Washington để bắt đầu chuẩn bị hỗ trợ lễ nhậm chức cho tân tổng thống. Theo trang tin quân sự Military, cho tới nay, lực lượng vệ binh lục quân và không quân từ gần 30 bang đã cam kết hỗ trợ nghi lễ truyền thống quan trọng này. Theo ông Greg Clapper, phát ngôn viên vệ binh quốc gia ở thủ đô nói rằng, cứ 4 năm một lần, đây là sự kiện lớn nhất mà vệ binh quốc gia làm việc. Được biết, vào năm 2016, khi Tổng thống Trump nhậm chức, khoảng 7.800 thành viên vệ binh đã tham gia hỗ trợ. Tuy vậy, năm nay, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lễ nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 2021 sẽ có quy mô nhỏ hơn. Thế nhưng không vì vậy mà sự chuẩn bị được phép lơ là, nhất là trong bối cảnh bất đồng về kết quả bầu cử vẫn chưa ngã ngủ. Thậm chí ông Clapper cho biết vệ binh quốc gia ở thủ đô đang phải lên kế hoạch cho mọi tình huống. Vệ binh quốc gia ở thủ đô chịu trách nhiệm xác định yêu cầu và đề nghị hỗ trợ từ các bang khác. Thông tin từ vị phát ngôn viên về binh quốc gia thủ đô cho biết, ngay bây giờ, nhiều bang đã cam kết cử trên 4.000 thành viên về binh tới, nhưng con số có thể dễ dàng lên tới 7.000 hoặc cũng có thể giảm, còn tùy vào tình hình lễ nhậm chức sẽ như thế nào. Ông Clapper nói kèm theo sự lo lắng, chưa biết chính xác lễ nhậm chức sẽ ra sao hiện vẫn chưa rõ liệu những người biểu tình có xuất hiện với các hành động quá khích hay không thế nhưng như fbnc đã đưa tin ở trên twitter của tổng thống trump thậm chí đã giới thiệu kèm lời kêu gọi chắc nịch về một cuộc biểu tình quy mô lớn sẽ diễn ra vào ngày mai bất chấp tất cả những sự chuẩn bị được cho là tiếp đón ông Joe Biden trở thành tân tổng thống Hoa Kỳ, phía ông Trump và cả những người ủng hộ đều tiến hành những kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử của mình. Nguồn tin từ tờ The Hill ngày 4 tháng 1 cho biết, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, Kevin McCarthy tuyên bố sẽ ủng hộ nỗ lực phản đối kết quả bầu cử trong cuộc họp quyết định kết quả chính thức của Quốc hội ngày 6 tháng 1. Ông McCarthy đã tự tin tuyên bố rằng, thật quá đúng đắn khi phải tiến hành một cuộc tranh luận, vì giờ đây tất cả đều thấy các thượng nghị sĩ sẽ phản đối, các hạ nghị sĩ sẽ phản đối. Đâu còn cách nào khác để thay đổi các vấn đề trong cuộc bầu cử chứ? Đúng theo lời ông McCarthy, tổng hợp lại cho đến hiện tại, ông Trump đang có những người ủng hộ, cả từ phía Hạ viện lẫn Thượng viện. Cụ thể, hạ nghị sĩ Mo Brooks hiện đang dẫn đầu nỗ lực tại Hạ viện nhằm phản đối kết quả phiếu bầu đại cử tri cho rằng ông Biden chiến thắng. Ông Brooks đã tung ra hàng loạt các cáo buộc gian lận bầu cử vào tháng trước, nhưng tất nhiên vẫn không kèm theo bằng chứng cụ thể. Về phía các thượng nghị sĩ, sau sự khởi đầu mát tay của thượng nghị sĩ trẻ tuổi của đảng Cộng hòa Josh Hawley cam kết đứng về phía ông Trump, thì tiếp sau đó, thượng nghị sĩ Ted Cruz bằng Texas cùng 10 đồng nghiệp đảng Cộng hòa hôm 2 tháng 1 đã ra tuyên bố chung nói rằng họ sẽ bỏ phiếu chống lại việc chấp nhận kết quả bầu cử trừ khi các lá phiếu được kiểm lại trong 10 ngày. Điều này có nghĩa là gần một tá thượng nghị sĩ cộng hòa sẽ phản đối kết quả bầu cử vào ngày 6 tháng 1 nhằm giúp ông Trump đảo ngược tình thế. Đó là còn chưa kể đến một dự báo được đưa ra từ hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Illinois Adam Kinzinger mà FBNC đã đưa trong bản tin trước, rằng sẽ có khoảng 100 nghị sĩ đồng minh đảng Cộng hòa sát cánh cùng ông Trump để thách thức kết quả bầu cử trong phiên họp quốc hội. Tuy nhiên, có người ủng hộ sẽ có người phản đối. Thực tế là trong khi ông McCarthy hay một vài hạ nghị sĩ ủng hộ việc phản đối kết quả bầu cử, thì nhiều hạ nghị sĩ Cộng hòa còn lại không ủng hộ chủ trương này. Đơn cử như bà Liz Cheney, nhân vật số 3 của đảng Cộng hòa tại Hạ gửi thư đến các hạ nghị sĩ Cộng hòa lên án động thái của ông McCarthy và cho rằng đó là một tiền lệ nguy hiểm, gieo rắc ngờ vực đối với nền dân chủ. Trước đó, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell cũng kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa không phản đối kết quả bầu cử vì đó không vì lợi ích tốt nhất cho tất cả mọi người. Và cũng chính vì những lời kêu gọi như thế này mà mối quan hệ giữa ông McConnell và Tổng thống Trump trở nên căng thẳng nặng nề như vậy có thể thấy ở cả thượng viện và hạ viện các quan chức nội bộ đảng cộng hòa dường như đang bị chia rẽ thành hai chiến tuyến nặng nề đến mức nhiều chuyên gia tin rằng nó có thể phát triển thành một cuộc nội chiến trong nội bộ đảng tôi lo ngại về sự chia rẽ ở mỹ nhưng rõ ràng điều này không tốt với đảng cộng hòa điều này có thể hại cho đất nước và xấu cho đảng áp lực ủng hộ tổng thống trump hay không đang đè nặng trên vai mỗi thành viên đảng cộng hòa ngay cả phó tổng thống mike pence cũng có những quyết định thay đổi chóng mặt về vấn đề này được biết, động thái mới nhất của ông Pence cho thấy đã bật tín hiệu xanh cho việc sẽ ủng hộ ông Trump. Chuyển sang một thông tin đang gây xôn xao dư luận thế giới. Nhắc đến Jack Ma, công chúng thế giới đều biết tới một vị tỷ phú nằm trong hội những người giàu nhất Trung Quốc sau khi thành lập Alibaba, được mệnh danh là Amazon của châu Á. Đây từng là công ty yêu thích của chế độ Cộng sản ở Trung Quốc. Thế nhưng mới đây, vị tỷ phú giới tài phiệt công nghệ này bỗng biến mất một cách bí ẩn trong hai tháng qua. Thông tin quan trọng nhất được coi là mấu chốt vấn đề hiện tại, đó là vào tháng 10, ông Jack Ma có bài phát biểu chỉ trích những bất cập trong hệ thống quản lý tài chính của Trung Quốc. Theo báo Telegraph Anh, sau động thái chỉ trích công khai này, tỷ phú Trung Quốc vốn đã không còn xuất hiện trước công chúng trong nhiều tuần sau đó tuy vậy mãi đến khi ông biến mất luôn khỏi chương trình truyền hình thực tế mà ông tạo nên với tư cách tham gia là một thành viên ban giám khảo thì sự mất tích bí ẩn này mới được để ý rầm rộ Cụ thể ông Ma có một chương trình truyền hình thực tế tên là Các anh hùng kinh doanh của Châu Phi, một game show theo phong cách chương trình người tập sự dành cho các doanh nhân trẻ của Châu Phi, cơ hội nhận được những giải thưởng lớn trong quỹ giải thưởng lên tới cả triệu đô la Mỹ. Ông thường là thành viên ban giám khảo sẽ đánh giá về các ý tưởng kinh doanh của thí sinh tham gia game show. Tuy nhiên, trong chương trình cuối cùng của tháng 11, vị trí của ông được thay thế bằng một lãnh đạo khác từ Alibaba, công ty do ông Jack Ma sáng lập. Không những thế, theo báo Financial Times, hình ảnh tỷ phú này đã bị gỡ khỏi trang web chương trình và ông cũng bị rút ra khỏi video quảng cáo cho chương trình game show này. Thậm chí, theo giới truyền thông, trong những tuần gần đây, không có hoạt động nào trên tài khoản Twitter của ông, trong khi trước đó tài khoản của ông Ma thường đăng vài dòng tweet mỗi ngày. Bên cạnh đó, sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải ra lệnh tạm dừng phiên phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng IPO, được kỳ vọng đạt giá trị 37 tỷ đô la Mỹ của Ant Group, một hãng công nghệ tài chính do ông Jack Ma là đồng sáng lập. Theo một tờ báo Úc nhận định, mọi nghi ngờ đang đổ dồn vào sự kiểm soát ngôn luận tại đất nước Trung Quốc, khi mà vào tháng 3, một ông trùm bất động sản đã biến mất sau khi ông ta gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là gã hề trong cách xử lý cuộc khủng hoảng coronavirus. Trở lại với căng thẳng giữa Mỹ và Iran, vào hôm 3 tháng 1 theo giờ Hoa Kỳ, tròn một năm ngày tướng Iran Qasem Soleimani qua đời vì bị ám sát bởi máy bay không người lái của Mỹ. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller đã đại diện Lầu Năm Góc ra quyết định giữ tàu sân bay USS Nimitz và nhóm tác chiến của nó ở lại Trung Đông trước những lời đe dọa từ các quan chức trong chính phủ Iran. Tuyên bố này là một pha đảo ngược bất ngờ trong quyết định của ông Miller, vì chỉ mới tuần trước hôm 30 tháng 12, ông Miller đã ra lệnh cho tàu sân bay kết thúc nhiệm vụ và trở về nhà. Do những lời đe dọa gần đây của các nhà lãnh đạo Iran đối với Tổng thống Trump và các quan chức chính phủ Mỹ khác, tôi đã ra lệnh cho tàu USS Nimitz CVN-68 ngừng hoạt động tái triển khai thương lệ. USS Nimitz bây giờ sẽ vẫn đóng quân trong khu vực hoạt động của Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ. Không ai nên nghi ngờ quyết tâm của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Như vậy, có thể thấy mức độ đe dọa từ Iran đã được nâng lên một bậc chỉ sau vài ngày, khi mà gần như các quyết định của Lầu Năm Góc đã có sự thống nhất. Trước đó, vì vấn đề Iran mà nội bộ quân đội Mỹ có những ý kiến trái chiều nhau, nhiều quan chức nhận xét áp lực quân sự từ Iran chỉ đang được thổi phòng. Ngoài cuộc tập trận ngắn với hải quân Ấn Độ và sứ mệnh gần đây ngoài khơi vùng sườn châu Phi, Nimitz đã hoạt động ở Vịnh Ba Tư, Biển Bắc Ả Rập và Vịnh Oman kể từ tháng 7, như một phần của sự hiện diện gần như liên tục của tàu sân bay Hoa Kỳ trong khu vực bắt đầu vào tháng 5 năm 2019. Vào tháng 12 năm 2020, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng vấn đề chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran là không thể thương lượng, đồng thời chỉ ra rằng ông Joe Biden nhận thức rõ về điều đó tuy nhiên cuối tuần qua khi phát biểu với người dẫn chương trình cnn farid zakaria cố vấn an ninh quốc gia sắp tới của ông biden jake sullivan vẫn nói rằng chương trình tên lửa đạn đạo của tehran phải được đặt lên bàn đàm phán nếu như muốn mỹ xem xét khả năng quay trở lại kế hoạch hành động toàn diện chung jcpoa hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân iran bởi lẽ ông sullivan nhấn mạnh rằng trong cuộc đàm phán rộng hơn đó mỹ và iran có thể đảm bảo các giới hạn đối với tên lửa đạn đạo cũng như công nghệ tên lửa của iran Ông Sullivan chia sẻ lo ngại rằng Iran đang ngày càng tiến gần hơn đến vũ khí hạt nhân so với một năm trước. Ngoài ra, ông Sullivan cũng lưu ý rằng việc Mỹ ám sát tướng Qasem Soleimani vào ngày 3 tháng 1 năm 2020 không làm cho Mỹ an toàn hơn và đã không góp phần cho lợi ích của Hoa Kỳ ở Trung Đông thế nhưng về phía iran nước này tố cáo washington luôn cố gắng thuyết giảng người khác về phổ biến vũ khí hạt nhân trong khi chính mỹ có hàng nghìn đầu đạn hạt nhân ứng dụng phổ biến vào vũ khí và có khả năng đe dọa những nước khác bằng cách sử dụng chúng Một thông tin có thể gây hoang mang cho nền quân sự các nước, khi báo chí nhà nước Nga vừa cho biết không quân Nga sẽ nhận được các biến thể mới của tiêm kích thế hệ tiếp theo, Su-57, được trang bị động cơ Saturn 30, sớm nhất là vào năm 2022. Điều đáng nói là các nguồn tin khẳng định rằng, chiến đấu cơ sở hữu động cơ Saturn 30 này sẽ trở thành máy bay chiến đấu mạnh nhất từ trước đến nay, hơn cả chiến cơ mà Mỹ đang sở hữu. Hiện tại tiêm kích Su-57 của Nga đang sử dụng một biến thể sửa đổi của động cơ AL-41 đã được triển khai bởi máy bay chiến đấu Su-35. Dự kiến khi hoàn tất quá trình thay động cơ mới, tất cả các khía cạnh làm nên hiệu suất bay đỉnh của đỉnh, bao gồm tầm bay, tốc độ lên cao, khả năng tăng tốc và nhiều khía cạnh khác sẽ được cải thiện đáng kể. Được biết, với động cơ cũ AL-41 mà Nga đang sử dụng đã được đánh giá là chỉ kém 9% so với động cơ F-119 trên chiếc F-22 Raptor của Mỹ, động cơ mạnh nhất được dùng cho bất kỳ máy bay chiến đấu hai động cơ nào trên thế giới. Tuy nhiên, với sự cải tiến lên Saturn 30 này, máy bay chiến đấu của Nga sẽ trở thành chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới, danh hiệu mà động cơ F-135 hiện đang nắm giữ được sử dụng để trang bị cho máy bay chiến đấu một động cơ F-35 của Mỹ. Không quân Nga đã nhận được những chiếc Su-57 thế hệ mới, được sản xuất nối tiếp đầu tiên vào tháng 12 năm 2020 và sẽ tiếp tục đẩy mạnh với tốc độ sản xuất, tăng lên hơn 15 chiếc mỗi năm cho riêng Nga và có khả năng nhiều hơn nữa để xuất khẩu. Nước Algeria được cho là đã đặt hàng loại chiến đấu cơ này, cùng với nhiều nước khác như Trung Quốc, Myanmar đang thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ. Diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 đang giống lên những hồi chuông rất căng thẳng vì sự xuất hiện của biến thể mới. Trước tình hình này, việc truy vết về vấn đề khởi nguồn virus từ đâu vẫn luôn được giới y tế toàn cầu quan tâm. Phía Hoa Kỳ đã luôn sẵn sàng cáo buộc cho Trung Quốc là nơi bắt đầu và làm lây lan virus corona trên toàn thế giới. Cáo buộc này càng tăng phần chắc chắn khi trong tuần trước, một thống kê cho thấy số người nhiễm COVID-19 ở Vũ Hán có thể cao hơn gấp 10 lần công bố thực tế của nước này. Tuy nhiên mới đây theo tờ sao China Morning Post, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng COVID-19 có thể đã bùng phát ở nhiều nơi trên toàn cầu và Trung Quốc đơn giản chỉ là nơi báo cáo ca bệnh đầu tiên. Chúng tôi chạy đua với thời gian và là quốc gia đầu tiên báo cáo các ca bệnh với thế giới ông vương lập luận rằng trái ngược với quan điểm phổ biến của mọi người ổ dịch bùng phát tại trung quốc không phải là nguồn gốc duy nhất cho đại dịch toàn cầu ngày càng có nhiều nghiên cứu cho rằng đại dịch có khả năng xuất phát từ các ổ dịch bùng phát riêng biệt ở nhiều nơi trên thế giới theo sao China Morning Post, các cuộc khảo sát được thực hiện ở Pháp và Italy tìm thấy kháng thể COVID-19 trong các mẫu máu từ đầu tháng 12 và tháng 9 năm 2019. Trong khi đó, các cuộc kiểm tra nước thải ở Tây Ban Nha phát hiện ra dấu vết của COVID-19 trong các mẫu thăm dò được lấy từ đầu tháng 3 năm 2019, tức là 9 tháng trước thời điểm được cho là bắt đầu đại dịch. Vào tháng 11, một cụ chuyên gia dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc CDC nói rằng, mặc dù Vũ Hán là nơi mà coronavirus được phát hiện lần đầu tiên, nhưng có thể không phải là nơi nó bắt nguồn, bởi lẽ theo lý giải của trưởng nhóm dịch tễ học đương nhiệm của CDC cho biết rằng, virus có thể xâm nhập vào nước này trên các sản phẩm thịt hoặc hải sản đông lạnh được nhập khẩu từ nước khác. Trở lại với nguyên nhân Trung Quốc bị Mỹ lên án làm lây lan dịch bệnh, tờ South China Morning Post đã nhắc lại việc Bắc Kinh khẳng định họ không tìm thấy bằng chứng về sự lây truyền từ người sang người cho đến 3 tuần sau đó kể từ khi xác định trường hợp đầu tiên tại một chợ hải sản ở Vũ Hán. Tuyên bố này sau đó đã gây ra sự chỉ trích rộng rãi từ phương Tây, vốn cáo buộc Trung Quốc che đầy đại dịch. Một thông tin thú vị khác về bí ẩn vũ trụ. Mới đây, nguồn tin từ Sputnik News đã dẫn lời ông Avi Loeb, chủ nhiệm khoa thiên văn của Đại học Harvard cho biết, một phần công nghệ của người ngoài hành tinh đã đi qua gần hành tinh của chúng ta vào năm 2017. Cụ thể, nhà nghiên cứu cho biết vật thể bí ẩn có tên là Oumuamua đến từ hướng của Vega đã bị máy bay quỹ đạo của hệ mặt trời chặn vào ngày 6 tháng 9 năm 2017 và trong một tháng đã bay đến gần trái đất, di chuyển nhanh chóng về phía chòm sao Pegasus và vùng đen xa hơn. Mặc dù chỉ dài khoảng 100 mét, nó được cho là vật thể liên sao đầu tiên được phát hiện bên trong hệ mặt trời của chúng ta. Theo giáo sư Lop, đó không phải là một sao chổi bình thường, mà là một phần công nghệ bị loại bỏ từ một nền văn minh ngoài hành tinh. Ông chỉ ra hình dạng giống điếu xì gà khác thường của nó, chưa từng có đối với các vật thể không gian thông thường, nói thêm rằng nó sáng bất thường, ít nhất phản chiếu nhiều hơn 10 lần so với các tiểu hành tinh hoặc sao chổi điển hình trong hệ mặt trời thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay cảm ơn quý khán giả đã theo dõi fbnc sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu trong các bản tin tiếp theo hãy bấm đăng ký kênh fbnc ngày hôm nay để luôn theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong các bản tin sau xin chào và hẹn gặp lại